Và đây là hình ra quân của Argentina. Họ đá 4-4-2. Còn đây là đội hình ra sân của Paraguay, họ đá 4-2-3-1 trong trận đấu này. Và trận đấu bắt đầu. Argentina. Messi lấy bóng rất nhanh. Messi pha phản công rất nguy hiểm của cầu thủ Paraguay ở trong là Federico, rất nguy hiểm. Cú đá của Gonzalez. Đang có một cầu thủ Messi, không được, cú đá không đủ lực căng. Amiron rồi, tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Paraguay rồi. Rất bất ngờ, Paraguay đã là đội bóng mở tỷ số trước với một pha đi bóng rất dũng mãnh ở bên trái, một đường chuyền vào dọn gỗ không thể chê vào đâu được. Khá nguy hiểm. Thẻ gì đây? Thẻ vàng dành cho Armani. Rodrigo De Paul. Sergio Aguero. Cơi! Không vào, bóng đập trúng sang ngang rồi. Sút tiếp, vẫn không vào. Trọng tài sẽ quyết định xem va. Sẽ có một quả đá penalty dành cho các cầu thủ Argentina. Dứt điểm của Lautaro Martinez. Tại Copa, Messi. Tỷ số là 1-0 cho Argentina. Bàn thắng này có thể là bước ngoặt và giúp cho những đôi chân của những ngôi sao bên phía Argentina trở nên thanh thoát hơn. Rất nguy hiểm. Penalty rồi. Penalty cho các cầu thủ Paraguay. Lại là một tình huống tấn công bên cánh trái. Gonzalez. Không vào. Armani đã cứu một bàn thua cho Argentina. Đó là một cú đá thẳng. Rất nguy hiểm. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Sampaio đã vang lên. 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này.